Thưa quý vị, những ngày gần đây làng giải trí Việt liên tục có những thông tin đường ai nấy đi của một loạt sao Việt. Dù nhiều cặp đôi bị đồn đoán là cơm không lành, canh cũng không ngọt với bạn đời. Tuy nhiên, chuyện ly hôn và những rắc rối hậu kỳ của những người nổi tiếng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí có những cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn, vỏn vẹn chỉ kéo dài có 2 tháng. Vậy thì phải chăng nghệ sĩ không quá đặt nặng tình cảm hôn nhân dẫn tới tỷ lệ đổ vỡ nhiều hơn? Và đó cũng chính là nội dung của chuyện tối nay. Trước khi đến với cuộc trò chuyện của khách mời ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Và nội dung này cũng sẽ kết thúc chương trình Chào buổi tối hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thông tin nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh ly hôn chồng sau 5 năm chung sống khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Cặp đôi đã giữ kín bí mật cho dù đã ly hôn cách đây 3 năm. Hương Trần cũng chính thức thừa nhận đã ly hôn diễn viên Việt Anh vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Ngoài việc tuyên bố là mẹ đơn thân, Hương Trần còn ẩn ý chuyện có kẻ thứ ba trên chân phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Nam diễn viên Việt Anh tỏ ra khá mệt mỏi và bức xúc về ồn ào ly hôn. Sau Nhật Kim Anh và Việt Anh, Huyền Ly Di là cái tên tiếp theo công khai hoàn thành thủ tục ly hôn chồng. Cặp đôi diễn viên hài Hồng Đào và Quang Minh cũng vướng vào tin đồn đã ly hôn sau 20 năm chung sống. Nghi vấn này rộ lên khi một nguồn tin tiết lộ Hồng Đào và Quang Minh đã thực hiện các thủ tục ly hôn hồi năm 2018. Thực tế, Hồng Đào và Quang Minh đã không còn xuất hiện cùng nhau suốt một thời gian dài, dù gần đây cả hai thường xuyên về nước quay phim, tham gia game show. Trên Facebook, khi được hỏi về thông tin này, cả hai đều từ chối trả lời. Xin chào nhà báo Vũ Quỳnh Hương, rất là cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để chia sẻ với cả khán giả Chào buổi tối. Qua cái đoạn clip vừa rồi thì có thể thấy là chúng tôi chỉ là điểm lại những cái cặp đôi mà tan vỡ từ đầu năm 2019 thôi. Tuy nhiên thì tôi có cảm giác như là cái tỷ lệ của các cặp đôi ly hôn ngày càng tăng. Thì không biết là cái quan điểm của nhà báo Vũ Quỳnh Hương thì có đồng quan điểm với tôi không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ về các tin bài về các cuộc ly hôn của các ngôi sao đã trở nên chiếm một cái thị phần rất là lớn ở trên các trang thông tin mạng điện tử, mạng giải trí. Và việc đấy nó khiến cho dư luận trở nên là chú ý hơn. Cộng với tại sao chúng ta có cảm giác là cái thông tin ở trên mạng điện tử nó dày hơn, đấy chính là nhờ cái sự lan tỏa của mạng xã hội Facebook. Và khi mà mạng xã hội Facebook được một người chia sẻ thì cái tỷ lệ đấy nó không còn chỉ đơn giản như là các tờ báo ngày xưa. Chúng ta chỉ đơn giản là sự nổi tiếng của các báo là do tự thân, cái lượng bạn đọc gọi là tự nhiên của báo. Nhưng bây giờ thì cùng với sự chia sẻ của mạng xã hội Facebook thì cái thông tin đó nó được nhân lên rất là nhiều lần. Vì thế nên chúng ta, nhất là nếu như chỉ cần một lần chúng ta quan tâm thôi và click vào những cái thông tin như vậy thì sau đấy thì trên cái news feed, cái bảng tin của chúng ta ạ, sẽ hiện lên liên tục về những cái thông tin như thế. Và thế là gần như lúc nào chúng ta cũng bị ám ảnh rằng là hình như ở trên mạng xã hội lúc nào cũng chỉ có các thông tin về các ngôi sao đang ly dị. Liệu có phải là vì môi trường mà những người mà hoạt động nghệ thuật thì thường thường họ có tính cách là mạnh mẽ hơn này, ưa thích tự do và tư tưởng họ cũng rộng mở hơn không ạ? Những cái người nghệ sĩ ấy, thì người ta ở những cái môi trường nhiều thay đổi, người ta có nhiều những cái cơ hội để có thể thay đổi và người ta dễ dàng thay đổi hơn người bình thường, thì tôi cho rằng cái câu đấy nó không hẳn là đúng lắm. Tuy nhiên là nếu mà xét về góc độ tâm lý một cách rất là bình thường thì nghệ sĩ có một cái điểm mà chắc chắn là họ phải hơn hẳn những người bình thường, đấy là tâm lý chấp nhận và đón đợi sự thay đổi. Vì sao lại nói như vậy? Vì một cuộc hôn nhân ấy, thì nó không chỉ đơn thuần là phải đưa ra quyết định về tình cảm đối với lại một người nam hay một người nữ, nói một cái ngôn ngữ rất là bình thường là một người yêu, đúng không ạ? Nhưng mà khi đã trở thành vợ với chồng rồi thì chúng ta có thể gọi rằng đó là một đối tác cuộc đời. Và đối tác đấy họ chiếm một cái thị phần rất là lớn trong vấn đề tình cảm, tài chính, cảm xúc. Và họ không chỉ quyết định đối với bản thân chúng ta mà họ còn có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với gia đình, con cái, bố mẹ đôi bên. Nói cách khác là khi đấy thì cái thị phần xâm chiếm về cái cuộc đời của ta trong họ rất là lớn. Vì thế cho nên là ở những cái người bình thường ấy, khi mà ra một cái quyết định về sự thay đổi thì họ luôn luôn bị một cái cảm xúc lấn át của phản xạ tự nhiên, bản năng tự vệ của con người là họ phải cân nhắc rất nhiều, thậm chí là sợ hãi sự thay đổi. Nhưng mà với những người nghệ sĩ thì chúng ta có thể thấy là cùng với cái đặc tính hay là cái sự vượt qua chính mình ấy, họ hàng ngày đều phải luôn luôn cố gắng tìm tòi những cái mới, tìm tòi sự sáng tạo, va chạm nhiều ở một cái ngữ nghĩa nào đấy, cái bản năng để chấp nhận sự thay đổi và không chấp nhận những cái không thỏa hiệp với những cái mà họ cho rằng là chưa được ổn lắm với cuộc sống của họ, chắc chắn là sẽ hơn những người bình thường. Vì thế cho nên là khi mà ra các quyết định về về sự chia tay thì họ sẽ có một cái độ dứt khoát cao hơn, tôi cho là như vậy. Và cá tính họ cũng khá mạnh mẽ, đâm ra là tôi có cảm giác như là vấn đề hôn nhân thì với người nghệ sĩ họ không đặt nặng bằng những người thường ạ.
Nếu mà nói là những người nghệ sĩ là có nhận tình cảm hôn nhân thì tôi nghĩ rằng là nhận xét này thực sự là thiếu công bằng với họ, bởi vì là ở một con người bất kỳ thì không cứ gì là nghệ sĩ hay là người dân thì cũng đều có một cái mưu cầu, một cái mong muốn về hạnh phúc trọn vẹn. Và điều đấy nó có thể chứng minh bằng cách là chúng ta đã nhìn thấy rằng là có rất là nhiều nghệ sĩ sống một cái cuộc đời độc thân, hoặc là đa số họ lập gia đình rất muộn. Họ có nhiều những cái cơ hội để có thể nhận định, có nhiều cơ hội để kết đôi, cũng có rất là nhiều những cái cơ hội để tiến tới tiền tài danh vọng. Nhưng mà tại sao chúng ta để ý, chúng ta phải nhìn nhận cách công bằng rằng là độ tuổi lập gia đình và kết hôn của nghệ sĩ và có con ở Việt Nam dường như là càng ngày càng muộn đi, chứ không phải là rất sớm, đúng không ạ? Nếu như mà họ coi nhẹ thì cái việc đấy nó phải dễ dàng hơn rất là nhiều. Và hơn nữa là tỷ lệ chia tay của các cặp đôi thời gian gần đây, nếu như chúng ta quan sát một cách công bằng ở trên các phương tiện thông tin thì có thể thấy rằng là họ chia tay khi độ tuổi của họ đã thực sự là chín muồi, tức là đấy là quyết định của những người trưởng thành và rất chín chắn. Hơn thế nữa là họ còn có thời gian gắn bó rất là lâu, những cuộc hôn nhân cộng theo cả thời gian yêu đương lên đến hơn 10 năm, 15 năm, 17 năm, thậm chí là 20 năm. Vậy thì chúng ta không thể nói rằng là họ không trân trọng vào cái đời sống hôn nhân, cũng như là không mưu cầu một cái hạnh phúc mãi mãi được. Nhưng mà chính là bởi vì khi quyết định hôn nhân hay là ly hôn được đưa ra trong những cái thời điểm họ hoàn toàn đã là những con người trưởng thành và có sự ổn định cả về tài chính này, cả về cuộc đời này, cả về danh vọng và sự nghiệp. Vì thế cho nên là khi mà họ đã quyết định đưa ra cái sự chia tay đối với lại cái mối quan hệ của mình thì đấy là một cái quyết định chín chắn, chứ không thể nói rằng là họ thay đổi là bởi vì là coi nhẹ cái mối quan hệ tình cảm đó được. Vâng, nói gì thì nói thì với những người nghệ sĩ thì cái môi trường của họ rất là nhiều cám dỗ. Ví dụ như là một nam một nữ đóng chung một bộ phim rất là dài tập này, thời gian họ cũng ở với nhau rất nhiều này, hay là người ca sĩ thì cũng thể ở chung một dự án. Vì vậy là cái nảy sinh tình cảm thì tôi nghĩ là nó cũng dễ hơn. Vì thế mà những cái cuộc chia tay hay là cuộc hôn nhân do đó nó cũng dễ bị đổ vỡ ạ. Ở góc độ của tôi thì tôi đánh giá là như thế này này. Bản thân cảm xúc nó đến được là do cái sự bất ngờ hay là do cái điều kiện yếu tố môi trường. Tất nhiên là chúng ta đánh giá là những cái người nghệ sĩ ấy, thì do cái đặc thù công việc họ sẽ có những cái sự gần gũi. Gần gũi ở đây là có thể cả về mặt thời gian, cả về mặt tiếp xúc, lẫn nói thẳng ra là cả về thể chất, thể xác nhiều hơn là những người bình thường hay là các quan hệ công việc khác. Thế nhưng mà một khi mà nó đã trở thành điều kiện công việc ấy mà, thì nó sẽ giống như là một cái loại phản xạ, bởi vì cái gì mà bất thường nhiều ấy thì nó cũng sẽ trở nên là bình thường. Và như thế thì cái cảm xúc của người ta để mà có thể gọi là dễ rung động, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là nó không còn đơn giản như thế nữa đâu. Bởi vì là người nghệ sĩ mà gặp bất cứ một bạn diễn nào cũng rung động thì chắc chắn là không ổn. Và họ qua cái quá trình đào luyện bản thân, đào luyện với nghề, đào luyện với cảm xúc, thì họ bên cạnh cái trình độ, cái bản lĩnh về nghề nghiệp thì họ cũng còn những cái cơ hội để mà gọi là thử thách chính cái nhân tính của mình nữa. Cho nên là cái sự kiểm soát của cái người nghệ sĩ tôi cho rằng là thật ra là rất là tốt đấy, chứ cũng không phải là thực sự là quá là dễ dãi như là người đời đánh giá đâu. Tất nhiên là ở một số trường hợp chúng ta không thể nào mà nói hết được, bởi vì một khi nó đã là cá biệt ấy, thì giữa con người với nhau tình cảm là chuyện rất khó nói. Những người khán giả, những người nghe, những người xem bình thường thì bên cạnh cái câu chuyện là quan tâm đến cái đời sống của người nổi tiếng thì có lẽ là hơn bao giờ hết chúng ta cũng sẽ cần học một cái bài học để trở thành một fan dễ thương. Đó là chúng ta hãy chấp nhận khi thần tượng ở trên đỉnh cao, và cũng hãy học cách chấp nhận cũng như là biết mình là ai trong cái cách cư xử khi mà đối diện với những chuyện không vui, những câu chuyện buồn của người nghệ sĩ, để trở nên bên cạnh là những khán giả thì còn là những con người biết thông cảm và thấu hiểu trong tình cảm giữa con người với con người. Vì nghệ sĩ thì họ cũng như là con người của chúng ta thôi, thậm chí là họ còn đa sầu, đa cảm hơn và còn mong manh hơn, đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn nhà báo Vũ Kinh Hương ạ.